Đương nhiên, dù ta có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cũng có những ngày chẳng thể khai hoa, là khi mưa tuôn gió lũ hay thời điểm nắng khô hạn liên tiếp. Vậy thì xin đừng gắng sức nở hoa, thay vào đó hãy đâm sâu những cái rễ của mình xuống dưới lòng đất và khiến chúng vươn tỏa hơn nữa. Làm vậy để bông hoa tiếp theo mà bạn nở rộ có thể trở nên rực rỡ và đơm bông lớn hơn trước nhiều lần. Đời bạn, bạn không sống, ai sống hộ? Kazuko Watanabe.